Welcome back to my channel. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Hữu Thiện nha. Sau khi mà Hữu Thiện đã đi khu phố Á Châu, người Việt, người Tàu, xong rồi bây giờ là Hữu Thiện sẽ đưa cả nhà đến đó là khu phố của người Hàn Quốc, Koreatown. Ở đây được gọi là Greenland Supermarket, siêu thị của người Hàn Quốc. Thì ở đây cũng tập trung các quán ăn được. Khu này Hữu Thiện thấy rất là rộng rãi luôn. Khu này là khu Greenland Supermarket, buôn bán các loại đồ ăn thực phẩm đến từ Hàn Quốc, xứ sở kim chi. Và bây giờ là Hữu Thiện sẽ đưa cả nhà mình đi thưởng thức món ăn chay của theo kiểu người Hàn Quốc, Kenny Restaurant. Trời ơi, bên Las Vegas này khu nào cũng lớn hết trơn á. Khu người Việt mình cũng lớn, mà khu người Tàu cũng lớn, mà khu người Hàn Quốc cũng lớn đó. Lớn ơi là lớn luôn, công nhận. Sa mạc mà làm gì cũng lớn đó. Bự chảng luôn, không có gì mà nhỏ đâu. Bên Chicago mình thì đất chật, người đông bé tẹo. Còn bên đây khu phố nào khu phố nào ta nói ơi nó lớn ơi là lớn luôn. Asian Vegan Restaurant. Đây, Vegan Chinese. Mình bước vào thấy các món ăn rất là hấp dẫn luôn. Bông cải xào rồi, bún chả giò, hấp dẫn quá. Thì cái quán này thì mở cửa từ thứ hai đến chủ nhật. Giờ mở cửa là từ 11:28 đến 9:33, ghi để cho lẻ lẻ chơi chứ thay vì 11:30 đi, để 11:28. Bây giờ thì Hữu Thiện xin mời cả nhà cùng được thưởng thức ẩm thực chay theo kiểu Hàn Quốc nha. Khi mình bước vào có ông Phật Di Lặc. Phật Di Lặc cười toe toét luôn, là thấy vui sướng. Phật này là Phật Quan Hỷ mà, lúc nào cũng cười, vui cũng cười, buồn cũng cười, lúc nào cũng làm cho con người ta thoải mái, vui vẻ, yêu đời. Hello, yeah. Bây giờ thì cũng đã trưa rồi cho nên nó là Hữu Thiện xin mời cả nhà cùng Hữu Thiện đi ăn ẩm thực nha. Bây giờ là ẩm thực Hàn Quốc. Cái quán này là Asian Vegan Cuisine. Thì quán này là ở tòa lạc địa chỉ là 6820 Green Mountain, Las Vegas. Cho nên cả nhà mình mà đi đến Las Vegas thì nếu mà ẩm thực chay thì nên tới cái quán này, quán Candy, thì thưởng thức đó là ẩm thực chay rất là ngon. Quán ở đây thì thực đơn rất là phong phú và rất là đa dạng, rất là nhiều món ăn luôn. Và món ăn ở đây là món ăn Hàn Quốc, món ăn kim chi rất là nhiều. Cả nhà xem thực đơn, thực đơn rất là phong phú và đa dạng, rất là nhiều món ăn do đầu bếp người Hàn Quốc. Và món chay nữa, mà món chay mà phong phú đa dạng như thế này thì thật sự rất là hấp dẫn, rất là nhiều món luôn. Món này rất là thích uống Thái Ai Chi cho nên là đi tới đâu đó là nhiều cái nước đó. Move it like. Let's live in Chicago. Oh, you live in Chicago. Yeah. I see you come on vacation. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. Rất là nhiều món ăn luôn, sushi nè. Món ăn là sushi và sushi chay luôn, rất là ngon sushi mà. Thế mình thấy sushi là làm từ là sushi là sushi trái cây rất là ngon. Có vegan sexy nữa, trời ơi, món ăn là sexy. Order cái món sushi nè, cơm sushi nhìn rất là hấp dẫn đúng không cả nhà. Mọi kia thêm cái này nó có kim chi đúng không nè, Hàn Quốc là có kim chi. Đây, kim chi. Giờ thì thưởng thức cái món này chia sẻ với cả nhà. Một
cái cuốn sushi và một miếng kim chi. À, nó nói nó ngon. Ngon nhất nắp. Trong cái sushi á, sushi là cơm cuộn rong biển, nhưng mà bên trong có bơ, có trái cây cuộn bên trong đó. Cái gì bơ á, nó rất là béo, khi mình cắn mình ăn xong nó tan chảy luôn. Có wasabi, có kim chi, ăn món gì cũng có kim chi đó, ẩm thực Hàn Quốc mà. Kim chi có thể rất là thích. Món sau khi mà thưởng thức cái món sushi xong rồi á, bây giờ thưởng thức cái món súp. Nhà xem cái tô súp nóng hổi vừa thổi vừa ăn, bốc khói nghi ngút luôn, rất là hấp dẫn luôn. Súp này có há chảo rồi, mình sẽ thưởng thức và chia sẻ cái hương súp há cảo, rau củ quả cho cả nhà mình thưởng thức nha. Súp này hả? Bên trong súp này có gì? Có một miếng há cảo, rồi có thêm rau củ quả. Tao nói nó bổ dưỡng rồi. Đi đường xa mà ăn những cái món mà rau củ quả như thế này, một súp như thế này thì đã lấy lại năng lượng rất là tốt luôn. Tao nói cái nước súp á, nó rất là ngọt luôn, ngọt và ngọt thanh luôn. Cái vị ngọt của cái nước súp này á là cái vị ngọt từ rau củ quả, cho nên đó là mình cảm giác khi mà mình cái vị ngọt nó vừa xuống cái cổ mình á, đưa đi lấy rất là hấp dẫn. Mới ăn món ăn thứ hai, bây giờ món ăn thứ ba đã ra bàn, món ăn ra liên tục luôn. Thank you so much. Món này chưa xong, món kia lại ra tiếp này. Đó, thì cái miếng há chảo rồi nè. Rồi sẵn chia sẻ là chia sẻ tiếp cái món này luôn. Cái món này á, rau củ quả xào thập cẩm, cả nhà xem hấp dẫn không? Cái mùi nó sộc lên mũi mình, nó thơm, trời tụi nó thơm gì đâu á. Thì cái rau củ quả xào này gồm có những gì? Thì gồm có là nấm mèo nè, các loại nấm, nấm mèo, nấm đông cô, rồi bông cải, đậu Hà Lan, rất là hấp dẫn luôn. Món rau củ quả xào món này đó, món mình thôi mà ăn quá trời luôn. Món này là món cơm chiên, cơm chiên này thì cơm chiên thập cẩm thì gồm có những đậu Hà Lan nè, rồi thịt nguội, rất là hấp dẫn luôn. Đây có rau nữa, ăn cái gì phải có rau hết. Cái vị cơm này á, cái vị cơm chiên này á là có gạo lứt nữa, cho nên mình thấy có những cái hạt cơm mà đỏ đỏ đó nha, có cơm gạo lứt ăn rất là tốt luôn. Thì rau củ quả là họ thái nhỏ,
rang, ăn rất là ngon. Cái vị cơm trắng và gạo lứt hòa quyện vào nhau, và thêm nó là rau củ quả Thái Nhiễm nữa, thêm có thịt nguội nữa, nó làm nó là nó tăng cái độ ngon, cái độ hấp dẫn của cái dĩa cơm chiên lên. Thịt á thì rất là mềm, mình ăn vô cảm giác giống như là nó ăn vô là nó tan chảy trong miệng luôn. Thêm một lát thêm rau nữa, cái gì thì cũng rất là khoái ăn rau, cucumber có dưa leo nữa. Dĩa cơm này nó ăn quá hết, tại vì nãy giờ là ăn cái món sushi, ăn súp, ăn rau củ quả xào nạc cẩm nữa, cho nên á mình múc ra cái chén nhỏ như thế này, có cái gì á họ cái này á để mình to go, cái gì kia hết dĩa, dĩa này là không hết rồi, tại vì nó lỗ thiệt. Đi ăn này á là muốn chia sẻ những cái địa điểm ăn uống, mà đặc biệt á là những cái món ăn mà muốn ăn chay, khi mình đến bất kỳ cái tiểu bang nào trên nước Mỹ, mà hôm nay đã đến với thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, thì mình tìm những cái món ăn chay như thế này á, thì mình cũng muốn chia sẻ, cho nên nó là không có gọi một món đâu. Mà nãy giờ mình thì gọi mấy món luôn, nào là món súp nè, rồi món rau củ quả xào, rồi món cơm chiên, gọi nhiều món để cho cả nhà mình đó là thấy cái ẩm thực chay của người Hàn Quốc thì nó rất là phong phú, đa dạng, nó không có nhạt nhẽo, nó rất là hấp dẫn luôn. Cho nên mình ăn mình cảm nhận luôn, cho nên nếu như mình ăn không hết thì hồi mình đem về. Đây là cái miếng thịt. Cơm chiên không phải ăn nóng thì nó ngon. Mình mang đi phải có microwave hâm lại nó mềm nó ngon. Ngon lắm rồi. Ta nó sâu ngon. Thiệt hại bữa ăn hôm nay là bao nhiêu nha, để báo cáo cả nhà mình biết. Hôm nay ăn là sushi, xào, cơm, nước uống, 4 phần. Thiệt hại là 55 đồng. Thiệt hại. Đó. 55 đồng. Tê đó là khi mà mình cho tiền mặt, cho trong thẻ nhiều khi bị trừ, cho nên nó là ngay cả đó là tâm lý thôi. Mình làm cho khách cũng vậy, mà khách họ cũng hỏi mình đó, khi mình làm xong cho một người khách thì khách họ cũng hỏi mình đó là mày thích đó cho tiền tip đó là tiền mặt hay tiền cash, thì mình lịch sự thôi, không lẽ giờ mình lại là đòi hỏi nó. Ừ, không lẽ mình đòi hỏi giờ tao chỉ thích đó là lấy tiền mặt thôi cũng kỳ quá, mình cho nó là ít sách cho vô. Nhưng mà khách đó thì họ biết, họ cũng tâm lý, cho nên họ cũng nói là cho mình tiền mặt thì mình có thể nhận nguyên, còn cho trong thẻ thì nhiều khi là họ bị trừ phần trăm trong đó, phí máy cà thẻ tùm lum phí, tao nói chung là ở Mỹ là tiền phí, tiền thuế rồi đủ thứ, các loại phí, tất tật các loại phí luôn. Còn cái phiếu này thì mình giữ lại rồi, giữ là xong bữa ăn hôm nay. Ăn xong rồi giờ tới một cái tiết mục, tại vì mình đi vô mấy cửa hàng châu Á như thế này á thì mới có là 12 con giáp, gọi là Chinese Zodiac, thì đây là hình ảnh 12 con giáp,
mình ở con giáp nào, mình ở tương ứng với con giáp nào thì mình sẽ coi đúng nó tí sửu dần mèo thần tiền mùa thân chậu tức hại không vân. Thì ở đây mình nó là con trâu. Họ nói là con trâu thì tính tình thì nói chung là sống thì nội tâm và cũng kiên nhẫn, làm việc gì đó cũng kiên nhẫn, thì luôn nó là vui vẻ trong cái cuộc sống của mình, giống như Hữu Thiện vậy. Thì mình cảm thấy mình vui vẻ thôi, mình sống thì mình hy vọng là mình đem lại niềm vui, tiếng cười cho mọi người. Sống mà đâu có bao lâu đâu, cuộc đời rất là ngắn ngủi. Câu Hữu Thiện hay nói cuộc đời rất là ngắn ngủi, tại sao mình không cho nhau tiếng cười niềm vui, đem tới nỗi buồn cho nhau làm chi? Tại vì nó nói là trong đây cũng nói là Hữu Thiện nói là có thể là sống vui vẻ trong cuộc sống của mình, và chẳng những vui vẻ trong cuộc sống của mình mà là vui vẻ cho mọi người nữa. Nó nói tới hôn nhân thì nên cưới con rắn hoặc là con khúc, là con gà, tránh cái con dê. Con dê sẽ mang lại trouble cho bạn, con dê sẽ mang lại gặp cái điều rắc rối cho bạn. Đó là lịch 12 con giáp. Cả nhà mình con nào thì nói để Hữu Thiện coi cho nha. Xong rồi đó. Thì bây giờ là Hữu Thiện ăn xong rồi, bây giờ Hữu Thiện đi nha. Thì cái quán này đó là cái không gian đó, thì mình bước vào trong đó, mình ngồi rất là cảm thấy thoải mái và dễ chịu luôn. Quán này theo phong cách của người Hàn Quốc, cho nên đó là mình bước vào thì có ông Phật Di Lặc mỉm cười với mình, rất là hoan hỷ luôn. Phật Di Lặc mình đem tới niềm vui. Đây có món ăn nè, trên màn hình có những cái món ăn rất là hấp dẫn, món nào cũng hấp dẫn mình hết. Hôm nay thì mình chỉ thử ba món thôi, nếu như mà có điều kiện mình sẽ quay lại, mình sẽ thưởng thức nhiều món hơn nữa. Ở đây là do đầu bếp đó là Kenny, đầu bếp chính ở quán ăn này. Hôm nay thì chỉ có vậy thôi. Rồi, thì bây giờ là Hữu Thiện đi thôi. Đi lý sao? Yeah, thank you. I hope to see you again. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, thank you. Have a good day. Yeah. You too. Yeah, bye bye. Rồi, thì bây giờ Hữu Thiện đi thôi.